Suy niệm lễ hiển linh, bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền. Hãy để Chúa hướng dẫn bạn. Thành công của con người sự thường là bởi họ có quân sư giỏi. Vì thế người xưa mới có câu, làm đầy tớ thằng khôn, còn hơn làm thầy thằng dại. Chính người thầy khôn ngoan, tài giỏi mới có thể đào tạo những nhân tài. Có lẽ chúng ta đều biết những người này. Michael Jordan, một cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng thế giới của Mỹ, đồng thời cũng là một trong số hiếm hoi những người đàn ông thành công nhất lịch sử bóng rổ. Lionel Messi, cầu thủ bóng đá người Argentina, hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina, được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc và là cầu thủ hay nhất thế giới trong thời đại của anh. David Beckham, cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh, từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, một trong những chân sút phạt xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Vẫn còn nhiều nhân tài vô cùng nổi tiếng khác, nhưng một câu hỏi đặt ra, có ai biết cách của huấn luyện viên của họ là ai? Những người này chỉ chơi giỏi trong đội banh có người thầy giỏi mới làm cho họ tỏa sáng. Chính họ đôi khi đứng ở những đội tuyển khác thì thực sự không thể tỏa sáng giữa sân cỏ. Từ cái nhìn đó cho ta thấy, may mắn lớn nhất của cuộc đời không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có một người thầy khôn ngoan dẫn bạn đi đến một nền tảng cao mới. Một người thầy tốt sẽ đưa cho bạn những lời khuyên đúng đắn khi bạn cần. Họ sẽ thúc đẩy bạn bước đến vùng an toàn và khuyến khích bạn làm những việc thực sự cần thiết với bạn. Họ cũng sẽ khích lệ bạn cố gắng đạt được thành công như thể đó là thành công của chính họ. Hôm nay lễ Ba Vua cho chúng ta nhìn lại hành trình đến với Chúa của Ba Vua. Đó là hành trình vượt ngàn gian khổ về địa lý, đồi núi, hiểm trở xa cách ngàn trùng, gian khổ vì bế tắc đôi khi không biết mình đi đâu, hỏi đường thì gặp các vua chúa quan quyền thâm độc nguy hiểm. Giữa những bơ vơ cuộc đời, họ lại được ánh sao dẫn dắt đưa đường. Dù là ánh sao lẻ loi nhưng cũng cho họ niềm tin và nghị lực. Ánh sao đó định hướng cho Ba Vua tìm gặp vị quân vương mới sinh. Ánh sao đó cho Ba Vua niềm tin để bước đi. Ánh sao chính là con đường Chúa dẫn chúng ta đến với Chúa. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, có nhiều con đường, có thể dẫn chúng ta tới bờ vực thẳm. Nhưng với ánh sao của Chúa sẽ dẫn chúng ta tìm đến chân thiện mỹ. Gặp được vị thầy sẽ mang lại cho ta ý nghĩa cuộc sống, để biết sống hướng về trời cao và can đảm vượt mọi khó khăn để được sống thân thiết với Ngài. Ở giữa chợ đời, đầy tiếng mời gọi, chúng ta hãy như ba nhà đạo sĩ, luôn nhìn lên trời cao để tìm ra ý Chúa đang dạy ta qua tiếng lương tâm, biết làm lành tránh dữ, qua tiếng nói của trái tim, biết sống yêu thương mọi người. Hãy học nơi ba nhà đạo sĩ cùng tìm hiểu Kinh Thánh để nhận ra Chúa đang hiện diện với chúng ta, hầu mau mắn đến triều bái người. Kính thưa anh chị em, hành trình cuộc đời nào cũng khó khăn, con đường nào cũng gian khổ. Hãy tin rằng cuối chân trời ta luôn có Chúa. Hãy tin tưởng vào sự dắt dìu của Chúa mà mạnh dạn bước đi. Đức tin cho biết chúng ta có một vị quân sư thật tài ba và cũng thật quyền năng là chính Thiên Chúa. Ngài sẽ nâng đỡ, dẫn dắt ta trên mọi nẻo đường. Hãy phó thác đường đời trong tay Chúa. Chính Ngài sẽ nâng đỡ và phù giúp đời ta. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa mà bước đi theo thánh ý Thiên Chúa. Ước gì cuộc đời ta luôn có ánh sao dẫn dắt để ta đi theo con đường của Chúa, con đường của tin yêu và hy vọng. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Tuyền.